Là ở bãi nào anh? À bãi ngữ của anh. Đó là chụp ảnh đẹp lắm. Dạ. Khách thì ai chịu lội xuống máy biển mà nổi là trước ai xuống thì mình đưa ra xuống cho chụp ảnh. Còn ai muốn xuống thì thôi. Vâng. Cái lội mà đây nha. À. Đây có ai ta tới chụp hình cưới nhiều không ạ? Ở đây dịch vụ VIP nhất là gì? VIP hả? Là sao? Em hiểu. Tức là nó có cái gì mà nó sang trọng nhất. Sang trọng nhất hả? Mà người khác không có được, chỗ khác không có được. Cô không hiểu luôn nha. Cô không biết là sao, đây là ba hòn nồm. Gì anh? Ba hòn nồm. Ba hòn nồm.